Ninh Bình hợp thức khách sạn 17 tầng không phép. Dự án khách sạn cao cấp Thành Thắng xây không phép 17 tầng của công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý. Chưa được cấp giấy phép xây dựng đã được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình hợp thức hóa sai phạm sau 13 năm dự án khởi công. Hợp thức sai phạm. Theo nguồn tin của phóng viên, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã cấp giấy phép xây dựng cho công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng tại xã Gia Thành, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình với quy mô 17 tầng. Như vậy, toàn bộ những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khách sạn cao cấp Thành Thắng đã được tỉnh Ninh Bình hợp thức. Trước đó, trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, KH đội tuyển, ngày 13 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương cho điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng. Trong đó, giao sở này chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án. Và chỉ sau đúng một ngày, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Sở KH đội tuyển đã cấp giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 có quy mô khách sạn cao cấp 17 tầng theo nguyên trạng công trình không phép. Nhiều ý kiến cho rằng, việc doanh nghiệp xây dựng khách sạn cao 17 tầng không phép trong nhiều năm, nhưng đến nay lại được tỉnh Ninh Bình hợp thức sai phạm sẽ tạo tiền lệ xấu. Đồng thời, cần xử lý nghiêm trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có liên quan do buông lỏng quản lý. Bởi, một công trình khách sạn với quy mô lên đến 17 tầng khi xây dựng cơ quan chức năng không thể không biết hay nhắm mắt làm ngơ. Liên quan vấn đề trách nhiệm, ông Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho rằng trách nhiệm để xảy ra việc doanh nghiệp xây dựng khách sạn cao 17 tầng không phép trong nhiều năm thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh phân cấp cho huyện quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn. Sở chỉ có trách nhiệm xem xét tham mưu khi Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu. Sở không có biện pháp cũng như hướng kiểm tra trực tiếp, trách nhiệm này của Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, ông Sơn nói. Khách sạn khủng không phép sau 10 năm mới phát hiện. Như Tiền Phong thông tin, năm 2009, công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group, công ty Thành Thắng do ông Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1964, làm chủ tịch hắc kiêm tổng giám đốc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng, cao 11 tầng, đạt tiêu chuẩn 3 sao, diện tích xây dựng 1.686m2. Tổng vốn đầu tư hơn 215 tỷ đồng. Công ty được thuê 22.647m2 đất để thực hiện dự án, thời gian thuê đất 50 năm. Hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm. Dù mới được cho thuê đất, song công ty này đã tiến hành thi công xây dựng khách sạn mà chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa hoàn thiện hồ sơ về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy. Điều đáng nói, đến năm 2019, khi khách sạn xây xong phần thô, sau 10 năm xây dựng, phóng viên, cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra, phát hiện vi phạm. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Thành Thắng do ông Đỗ Văn Tiến làm tổng giám đốc, số tiền 30 triệu đồng. Ngoài xử phạt tiền, Ủy ban Nhân dân huyện cũng yêu cầu công ty Thành Thắng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày. Từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực 7 tháng 6 năm 2019. Lý do, công ty Thành Thắng, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp Thành Thắng đã có hành vi thi công xây dựng công trình khi chưa hoàn thiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện việc khắc phục. Cũng năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm, phát hiện chủ đầu tư dự án chưa được cấp phép xây dựng vượt giấy chứng nhận đầu tư từ 11 lên 17 tầng, xây dựng ngoài diện tích đất được cấp. Ông Đỗ Văn Tiến, chủ tịch hắc kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group được người dân địa phương biết tới là đại gia có tiếng, sở hữu lâu đài xa hoa, lộng lẫy nằm cạnh quốc lộ 1 Ampe, đoạn xã Gia Thành, huyện Gia Viễn.